Dự án khu bến cảng Mỹ Thủy được xây dựng tại xã Hải An, huyện Hải Lăng do Công ty Cổ phần Liên doanh Cảng Quốc tế Mỹ Thủy làm chủ đầu tư, có mức đầu tư 14.234 tỷ đồng, tổng diện tích 685 ha. Với mục tiêu đầu tư xây dựng và kinh doanh khu bến cảng chuyên dùng phục vụ chủ yếu cơ sở công nghiệp trong khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị, các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh, kết hợp thu hút lượng hàng hóa quả cảnh cho Lào, Đông Bắc Thái Lan trên tuyến hành lang kinh tế Đông Tây, bảo đảm tiếp nhận tàu có tải trọng lên đến 100.000 tấn. Đến nay, đơn vị tư vấn đã hoàn thành xong nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 để kịp trình Ủy ban nhân dân huyện Hải Lăng phê duyệt trong tháng 5 này. Đơn vị tư vấn đang tiến hành song song với nhiệm vụ quy hoạch, đồng thời thu thập số liệu hiện trạng, khảo sát địa hình, khu vực luồng tàu, phục vụ cho việc thiết kế đồ án quy hoạch theo phương án mới. Công tác giải phóng mặt bằng giai đoạn 1 trên 65,37 ha. Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Võ Văn Hưng cho rằng dự án khu bến cảng Mỹ Thủy là dự án động lực quan trọng đối với sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Quảng Trị. Đồng chí đề nghị các sở ban ngành địa phương liên quan tiếp tục tháo gỡ khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, lập kiểm kê rừng, phương án đền bù, giải tỏa và tái định cư. Đồng thời, chỉ đạo Sở Tài nguyên Môi trường, Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh hỗ trợ nhà đầu tư trong công tác đánh giá tác động môi trường. Riêng nhà đầu tư cần thực hiện đúng cam kết về chất lượng, tiến độ của dự án. Đối với dự án khu phức hợp công nghiệp đô thị dịch vụ sinh thái, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu nhà đầu tư phối hợp với Sở Xây dựng và các sở ngành xem xét, ra soát, đánh giá lại các dự án trong lấn. Dự án nào không đầu tư hoặc đang trong quá trình nghiên cứu cần phải có giải pháp cho phù hợp.